Hey yo, what's up? What's up Nemo? Hello anh em nhá. Hello anh em bên Nemo, lại chào các bạn một lần nữa. Đâu nhỉ? Đây, để khoe khoe. Khoe khoe. Khoe ít ảnh với lại ít clip đi chơi ở trong Nha Trang cho các bạn xem. Thực ra tôi quay lại thôi, tôi chỉ quay lại xong rồi tôi mang về cho các bạn xem thôi à, chứ không có quay kiểu vlog vi lủng gì cả. Xong rồi khi mà chúng ta ngắm rùa xong thì chúng ta sẽ đi vào một cái nhà. Ở trong đấy sẽ là có những cái bộ xương. Đấy, bây giờ tôi sẽ đưa anh em vào trong một cái căn nhà mà trong đấy sẽ có bộ xương rồi là những cái hóa thạch của những cái con mà kiểu nó lâu đời rồi. Đấy, ví dụ như là đây. Đây là căn nhà mà chúng ta sẽ đi vào trong thị. Đi đường nào? Như kiểu anh em không không cần phải đi đâu, xem clip của Ui. tôi là được rồi. À, trong này vẫn còn. Ok, sẽ vào bên này trước. Không sờ Không vào hiện sờ vào vật. hiện vật nhá. Đây Đấy, anh em là lưu ý là không được bộ sờ xương vào của hiện một vật. cá mập thì phải. Không không, đây không phải xương cá mập, đây là tôi nhầm đấy. Xương cá voi. Cá ông chuông á. Cá ông chuông là cá đấy thì nhỉ? Con cá Cá này hình như voi. là, cá này là Cá cá này giả giống kiểu hay cá sao? voi Tức là nhưng mà giả đây hay chắc thật là nữa. kiểu phiên bản kiểu. Không biết Đây là cá này phiên là cá bản kiểu giả hay làm cá thật. lại thôi. Nhưng mà nhìn giống thật lắm. Như kiểu Ui. người ta Là qua một cái quy trình gì đấy, người ta bộ làm xương được gì nó đây? thành một cái Đại mô ra hình ấy. xem. Tỉnh Nam Hà chuyển giao bộ mẫu quý tặng Viện Hải Dương Học Nha Trang. À, cái này là ở tỉnh Hà Nam này. À không, tỉnh Nam Hà tức là ngày xưa nó là tỉnh kiểu Hà Nam với Nam Định với Ninh Bình ấy. Hà Là Nam ba Ninh ấy tỉnh các hợp bạn lại biết gọi là ngày tỉnh xưa Nam không? Hà chứ là Các con bạn này là Hà tỉnh Nam được Ninh, chuyển từ đấy, tức Nam là Định ra thì con phải. này được chuyển từ quê tôi Đúng ra. không nhỉ? Con này được chuyển À, từ bộ xương cá voi lưng gù chứ không phải là xương cá mập. Megalodon đỏ, à không, Megapeta, à Megatera, À, chuyển từ Nam Định ra các bạn. Megatera Nova Nam Định, Endia Nam Định, Nam Định. Boskoki. Thật á? Thật nhưng mà người ta làm Gì sao thành được cái mô hình như này nhỉ? Đây là khả năng là cá thật đấy. Cá mỏ nhọn. Đâu? Chắc là giống cá thật đấy nó mình nhưng mà nó bảo quản. Nhưng mà làm khô lại đúng không? Đây là cá kiểu người ta làm khô lại đấy, mắt này chắc là thật không ạ? Trông giống giả lắm. Ui, tại sao lại treo ảnh sách ở đây nhỉ? Bò biển á. À, đây là ảnh của nàng tiên cá. Tưởng ảnh sách không ạ? Nhưng mà trông hơi ấy nhỉ? Hơi Rồi, sau khi mà chúng ta xem xong ở đấy thì chúng ta sẽ có một clip nó hơi dài một chút, 10 phút lận. Đấy, loát hơi lâu. Là clip này tôi đi vào bên trong. Là đi vào bên trong nữa thì nó có rất nhiều loài luôn. Người ta có những cái bể kiểu, nó có những cái bể kiểu bể nhỏ, bể to, bể kiểu to vãi lồn cũng có. Không, không sợ ban đâu, không sợ ban đâu. Đấy là cái tranh thôi mà, ban gì. Đây các bạn đợi tí để nó loát clip 10 phút nó hơi dài. Đợi tí nó loát đã. Loading file. Nhưng mà người ta cũng mang về nhiều loài thật ở cái viện Hải Dương học này. Xong rồi bọn tôi đi cả cái thủy cung nữa. Ui, nhiều cá vãi rồi. Cứ xem đi. Nhưng mà thích ngồi ngắm cá. Có ông nào mà đam mê kiểu chơi cá không? Kiểu như là xây bể cá rồi chơi cá ấy. Có ông nào có đam mê không? Thích vãi rồi. Vào nhìn nó trông đê mê vãi đái mà vào nó mát. Kiểu không gian nó như kiểu mình đang ở dưới biển ấy, nó Hai mát. con cá này là cá gì đấy? Cái yêu nhau đúng không? Cá này mình em thì nó cho cái lỗ con cá này. Nó phi ấy. Nó đã bảo là không phải tôm, nó bảo là cái cá này mình chỉ cần một khúc thôi là đủ bữa. Ừ. Ôi, quầy được đi MT Pri thật thích mặt cười. Cảm ơn trường nha, không biết có đúng không? Cảm ơn nha. Một trắng một nâu à? Ờ. Chắc là được cái đúng không? Cái lỗ mang tôi đúng rồi. Hao này yêu nhau này. Chắc là đang giao phối hay sao ấy. Vãi, nó có chạm vào nhau đâu nhỉ? Tí nữa tôi hình như tôi quay được cả clip của hai con Sam đang khác nhau cơ. Em đi đọc rồi. Đây này, không quay phim chụp ảnh. Cường độ ánh sáng lớn nhá. Mình không bật flash cho nên không sợ. Tí nữa có clip hai con Sam khác nhau cơ. Mấy con là á, con Sam và con đây, gì đây, đây, nó đây, gọi đây, là đây, con đây. Gì? Nó gọi là con gì ra, con Sam à hay con gì? Con này ăn được, con này ăn được. Ờ con này ăn được mà. Ăn được. Hai con đang chích nhau. Hai con đang chích nhau à? Đấy các bạn thấy không? Hai con này đang phang nhau này. Đấy, đang nhấp. Hai con này đang phang nhau này. Đừng đi đợi, đợi xem bao lâu chúng nó phang nhau xong nhé. Cảm giác như mình đang đi lặn biển. Kiểu 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 hai con đang phang nhau, có thằng đứng quay điện thoại. Đang đi lặn biển, quay clip lại. Giống vãi đái. Chụp lên khác này. Cái này là con gì? Tôm bác sĩ. Tôm. Ui, mấy con tôm này đẹp vãi đái luôn không ạ? Mấy con tôm này ấy, à đâu, bây giờ bọn nó hay chơi kiểu tôm cảnh lắm. Tôm bị tép ấy.
con tôm nó đẹp vãi đái, chẳng biết là con bán về để nuôi không? Tôi làm cái bể nhỏ nhỏ rồi nuôi mấy con tôm này. Đây là cái cây rong gì nhỉ? Rong rong kiểu. Những cái này là cây cỏ thật đấy anh ạ. Giống cây rong biển, rong nho, rong nho, rong nho. Tôm đẹp vãi luôn. Ui, run này, vãi kinh thế. Đâu run đâu? Đây anh. Này. Ký sinh mấy con. Ê này, cậu thấy không? Con này cây thật mà, đây là cái con thật anh ạ. Đây này, con này. Mấy con này kiểu ký sinh. Ui con tôm này đẹp nhờ, bao giờ mình làm cái bể cho mình nuôi mấy con tôm này. Chất có bán tôm này để nuôi không? Tôm đẹp không ạ? Các bạn cảm giác như mình đang bơi ở dưới biển anh em nhờ. Đang đi lặn biển không? Ừ. Bao giờ làm bể cá, chắc là tôi phải chơi mấy loại cá này thôi. Ôi, chơi chơi mồi được rồi. Con này con này là con gì chứ? Nó bé nhưng nó không bé đâu. Trông kinh ấy. Trình giống rắn. Trình sông văn. Giống rắn hổ mang vậy thôi. Trông kinh vậy đấy. Dài vậy đấy này. Yêu. Yêu trông giống con rắn vậy luôn. Giống rắn đâu? Giống rắn hổ mang ấy nhỉ? Ôi, đáng yêu vãi chưởng. Ý. Ý, bạn ơi. Nhớ, thế là anh em khỏi phải đi nhá. Đấy, tôi quay lại hết cho anh em xem rồi đấy. Anh em đi nữa phải vào cái biển nữa không? Cá này đẹp này. Có cá này đẹp này. Ê, có con ốc này nó đang... Những cái clip như này ấy, sau này về quê cho hội trẻ con ở quê ngồi xem. Ui rồi các cháu ngồi xem thích lắm. Này, trẻ con thích xem bơi lắm bơi luôn này. Đấy. Thò thò bơi bơi này. Trẻ con thích xem lắm luôn đấy. Ốc, con này là con sao? Ê, đây là con gì? Tôm bún ni, sản Phú Quốc ấy. Tôm bún ni con này ăn được không? Ăn ngon luôn. Ăn ngon hơn tôm bún. Dạ. Nó có thịt không? Ngon chứ. Con tôm bún. Chỉ có Phú Quốc mới nhiều. Ốc, con này là ốc. Theo con này. Cái này sông rồng à? Úi vãi. Động vật da gai à? Đẹp không? Đẹp nhỉ. Quá đẹp. Ơ, cầu gai này cái ông người. Thực ra tôi quay bằng điện thoại nhưng mà trông nét phết nhỉ? Giống cái chim vậy. Quay nét vậy đấy. Cái gì ấy? Quay quay người đấy rồi nói nó quay nét. Đây như là cây xương rồng ấy. À sao biết? Quay người lại đi. Ơ, à con này nó bám vào tường à? Cái ép mà. Cá dọn bể. Cá ép. Dùng cá dọn bể vậy đấy. Ép vào tường này. Con này nấu cái chuồi. À, con này cho về dọn bể được đấy. Đặc điểm là chúng bám vào những chiếc tàu. Hồi này đi chỉ ăn thôi các bạn ạ, chỉ nghĩ đến ăn thôi. Còn tôi đi chơi chỉ có ăn với ngủ thôi à. Bắt đầu làm bể cá, xong rồi nuôi mấy con cá này đẹp đấy. Đéo đi chơi gì cả, toàn ăn với ngủ thôi. Thì nó là cá bống vậy. Ừ. Đẹp nhở? Mấy con cá này mang về thả trong bể nuôi cũng đẹp cơ. Wow. Cá bống không ạ? Cá bống này ở quê tôi đầy. Nhưng mà cá bống ở quê tôi là cá bống nước ngọt. Cá bống ngày xưa đây có là cá bống. Cá bống này là ở vùng biển Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương Bình. Các ông ngày xưa có ăn cá bống không? Ngày xưa ở quê tôi bây giờ thì nó ít rồi, nhưng ngày xưa nhiều cá bống lắm. Ngày xưa ra sông với ra đồng bắt nhiều vãi đái. Ăn ngon vãi lồn cá bống kho tộ. Thèm thế. Tôi đã thấy thèm ở kho riềng với lại kho gừng riềng. Gừng với riềng với sả. Thêm một ít ngày xưa có cái. Ngày xưa kho cá làm gì có cái nước kho cá đâu. Ngày xưa kho cá không có cái nước kho cá đâu. Ngày xưa chỉ có... Ngày xưa phải thắng cái đường. Tức là kiểu phải cho cái đường vào xong rồi làm cho nó chảy cái đường ra xong rồi kho ấy ngon vãi luôn, nghĩ thôi mà chảy cả nước miếng dưa. Nhưng mà nhìn đẹp nhở, không biết ở chỗ nào bán này. Tôi ăn đẹp chưa, chẳng có thịt này cậu nhở. Ui đây là con tép đỏ à, tôm lạc đà. Con này cũng đẹp này, trông như kiểu con muôm muỗm ấy. Tôm chẳng có thịt gì. Các bạn có biết tôm cảnh thôi. Các bạn có biết con muôm muỗm không? Con muôm muỗm mà ngày xưa mà ở ngoài đồng, ở quê thì chắc là ở quê thì nếu mà ở quê thì các bạn biết, còn các bạn nào ở thành phố thì không biết được. Ở quê ngày xưa ấy, cái mỗi mùa gặt, tức là mùa mà thu hoạch lúa ấy, là hay có muôm muỗm lắm. Muôm muỗm này bố mẹ tôi cứ bắt về khoảng đâu đấy khoảng tầm một túi to, xong bắt đầu là mình xiên cái que vào xong mình nướng con muôm muỗm lên ăn. Ui thế giới vãi lồn, ngon vãi đái, vừa ngậy vừa béo vừa thơm vừa ngọt nữa, ngon. Con muôm muỗm không biết là các bạn có biết con muôm muỗm không? Cảnh ơi, thằng nào đang làm cái gì ở trên đấy? Ê, lau cái gì đây? Cả giận chết tôm bây giờ. Người ta nghe thấy không ạ? Sợ, may người ta đéo ra đấm. À thế à? Thế cháu xin lỗi nhá. Đây này. Ê, tôi cả trong phim đi tìm Nemo. Cá bò. Ừ, con đẻ con Dory phải.
cá bò, cá bò, cá bò. Video trên YouTube à? Không, thì người ơi, người ta quay lại mà. Cá mú sáu sọc. Chẳng thấy cá đâu, chẳng thấy ăn cá đây, cá đây, còn đây là san hô. Kia đây con này. Quang, quang. San hô này mà anh bắt phát là nó chết cứng luôn. Cái này trông kiểu bồng bềnh nhỉ? San hô nhưng mà bắt phát chết cứng luôn này. Trông nó... Các bạn thấy một bạn nữ ở trong video gọi là Quang ơi Quang không? Nhưng mà không phải là gọi tôi mà là ông Quang kia. Đấy, hai anh em bọn tôi đều là tên là Quang. Mà cái ông Quang mà tôi kể cho các bạn ấy là hai anh em nhà gần nhau ấy. Nó sẽ mềm hay cứng ta? Hai Quang, song Quang. Song Quang, Quang lớn, Quang bé. Trông giống cái búi chĩ á. Cái này này trông giống búi chĩ. Búi chĩ vãi lột. Đi tìm mọi người, đi tìm đêm mộ có. Bên này con cá mặt quỷ bắt tiên ăn lẩu hay sao mà toàn cái máy ăn tôm. Quyền chỉ ăn thôi. Cá đuôi gai ngủ. Đây, cái mặt quỷ đây. Vãi cả đây. Đâu? 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 Cá mặt quỷ, cá mặt quỷ đây, đâu? Đây là cá mặt quỷ mà. Nó mặt nó trông nó xấu lắm. Cái mặt quỷ nhìn xấu lắm. Làm gì có con cá ở đâu? Ăn mà. Tôi nhỉ? Anh bê tôm bình thường. Cái kia nó giúp mẹ dưới. Đây đây. À đây đấy. Mất đây. Đúng không? Đúng chuẩn luôn. Đúng con cá. Đúng cá không? Đúng rồi. Đây mất đây. Con cá. Nhìn mình mà. Nhưng mà nó chui xuống dưới đấy. Các bạn ạ. Trông chả giống tí nào mà. Cái mồm nó đấy, hai mắt đấy. Cá mặt quỷ. Anh gọi nó dậy đấy. Anh cá luôn. Bao tiền anh cá? Con tôm này là tôm như kiểu tôm đồng ấy. Vâng, em tưởng là tôm nước ngọt chứ. Tôm bị giống tôm đồng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái tôm này như kiểu thả vào làm thức ăn hay sao em ạ? Cá mặt quỷ đấy. Bạn bạn Hoàng Sơn ơi. Bạn vào kênh, bạn đéo chào hỏi ai, bạn vào, bạn đi bạn chat, anh stream cái lồn gì thế? Bố mày đang coi clip ở trên YouTube đấy. Đố má nhà mày. Mất vui, anh em đang ngồi xem. Đúng clip luôn. Vui vãi lồn ra. Kia một con nữa kìa, trong góc kìa. Yeah. Cái tôm này như kiểu lớn không có khôn. Thức ăn thì sao ấy? Mọi người. Đây mới đúng kìa. Nhìn cái mồm này. Cái hé này. Chuẩn chưa? Đéo nhìn thấy cái gì cả. Đúng thật. Con này buồn cười vãi. Con này đẹp này. Con này buồn cười vãi. Con này về thả về tí thôi. Ở đây là san hô sống này. Đẹp nhở. Bây giờ mà kiếm đâu được những cái san hô như này chắc là cũng đắt tiền đấy. Nếu mà thả vào bể nhà mình ấy. Con bé bé này đẹp này. Nếu mà bể kiểu bể cá bé xinh xinh. Bể cá gia đình ấy. Còn mấy cái san hô thứ như này đẹp vãi đái luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là san hô mềm. Bên này là ui, có san hô này. Chắc là đắt tiền lắm luôn. Đẹp thật sự. San hô mềm. San hô này mà về làm nộ. Tôi quay như này trông kiểu khác gì đang bơi ở dưới biển xong rồi nhìn không không được đâu anh ạ. À, trông giống như kiểu đang ở dưới biển xong rồi mình quay mình nhìn luôn đấy chứ. Con san hô bắt ra nó mềm luôn. Thôi á, tôi tưởng đắt luôn. Nó phải biết cách bảo quản kiểu gì đấy. Không ạ, ý là mình bẻ nó ra khỏi cây là nó cứng luôn anh ạ. À. Thôi em bắt thử về qua một đêm cứng luôn. Con này cứ tưởng là mồm mí cơ. Qua đâu nhỉ? Cái này qua đâu nhỉ? Nó đẹp luôn. Sao không gặp đâu? Đâu trai đâu. Đấy. Trai tài tượng đây á. Giống cây mộc nhĩ vậy đấy, giống cây nấm. Đây này. Đẹp quá trời. To vãi. Con này có ăn được không? Ăn được anh ạ. Chắc ăn được hết. Em ăn hết. Nếu mà nhìn được ai không biết đây là con trai đâu. Tưởng là cái cây gì đấy. Cá chim xanh. Cá chim xanh. Anh quay bằng điện thoại em ạ. Hết rồi. Hết vòng rồi. Là cá nóc. Cá nóc. Cá này có độc này, nóc chuột á. Cá này có độc đúng không? Cá này mà không biết chế biến là ăn vào là chết của mẹ người luôn này. Đúng không anh em? Trời ơi, cái kia. To quá trời. Cá này có độc đúng không? Dạng nhỉ. Cá kia các thứ là để ăn mà. Cá không phải ăn để ăn. Trời ơi. Cá là phải để ăn. Cực độc đúng không? Đây, chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta đi tiếp. Vừa rồi thì chúng ta đang xem ở một cái căn phòng nó cũng không phải là rộng lắm, nó cũng khá là nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái căn phòng nó nhiều loại vãi đái luôn, mà nó cũng rộng vãi đái luôn. Đấy, anh em chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp. Cái trong cái viện hải dương học này thì nó cũng khá là rộng đấy, khá là to đấy. Anh em nên chuẩn bị nước uống để vào đấy, đi vừa xem vừa uống nước. Không, nàng tiên cá từ từ, chưa đến đoạn nàng tiên cá tí nữa mới đến đoạn nàng tiên cá cơ. Để mà tôi đứng tôi quay nàng tiên cá một lúc mỏi tay vãi luôn. Đông trẻ con ngồi xem nàng tiên cá vãi đái.
Ui, đây còn một lối đi xuống dưới nữa. Đây, 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 chỗ này rộng vãi đái luôn này. Ui, chỗ này, cái này chắc là rộng lắm này. Đây là một môi trường to luôn đấy. Nhưng mà cái kính ở đây nó bị mờ, quay hơi khó nhìn. Kính bẩn thật, thực sự là khó nhìn đấy. Nhiều loại cá thật. Có cả hoàng tử, có cả hoàng tử anh em ạ. Đây cá chà bạc anh ạ. Cá hổ. Cá chà bạc. Rồi. Nhiều thế này. Đi du lịch online. Viên đúng 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 đúng. Viên à. Lại thêm ăn nữa. Đó. Vừa ăn chả. Ê cá xanh ấy, cá gì đấy? Ui. À đâu, tưởng con cá mẹ giật cả mình. Đồ phi. Đó là cái nó như kiểu. Ê, bạn đây. Bạn đây. Hết rồi. Ê, đây này. Còn lâu mới hết mọi người ơi. Đi xuống dưới này. Thế giới vãi luôn. Trời đúng. Vừa đấy tưởng hết rồi. Đi vào trong này nó còn. Ui, cái đằng sau ở đằng xa nhất kìa. Nhìn xem. Đây này, trước sau thì Nemo, sau này Nemo, tôi, Nemo, sau này Nemo, tôi có nhà ơi. Tôi làm bể cá Nemo, Nemo này các ông ạ. Đẹp vãi lộn thề. Tôi đây thích Nemo này, Nemo này. Vãi đái. Nhìn cái bể Nemo này thích vãi lộn. Đẹp nhỏ. Nhưng mà thế tí nhở, tưởng con Nemo nó to lắm chứ. Ngồi nhìn bọn này bơi bơi cả ngày ngón tay cái cũng bị sướng ấy. Cái cá bằng ngón tay cái. Nemo ấy. Bên này là không có biển. À bên này là đủ các loại cá luôn. Bể đẹp nhở, làm cái bể này trong nhà chất vãi đái luôn. Nemo thật. Sinh vãi cứt. Hay con này mồm xấu quá. Em bể này nhiều con sinh vãi cứt này. Cái này mà đưa chưa? Xấu vãi luôn. Nhìn ngu vậy. Nhìn những thuyền nhỉ? Ờ. Nhìn tàu ngầm ấy. Ờ. Con này đẹp thế nhỉ? Tàu ai vây nhỉ? Đúng kiểu đẹp hết. Cái ồ, có nhiều con lạ thật đấy, chưa bao giờ được nhìn thấy luôn đấy. Mở mang tầm mắt. Cá mú à. Con này hôm qua hôm trước mới ăn lẩu xong, nhưng mà mình ăn con nhỏ. Con này vừa mới ăn hôm qua. Tôm hùm thì chắc là không còn xa lạ gì rồi. Nhưng mà sắp tới có khi nếu mà làm bể nuôi một hai con tôm hùm ở trong cũng được. Nếu hiểu con cá kia là con cá sừng sừng màu vàng vàng là con cá gì nữa thì con cá này chết rồi. Con này là cá mập. Cá mập dạng san hô à? Cá mập dạng san hô tức là tôi nghĩ họ là cá đuôi. Cá mập dạng san hô tức là nó sẽ kiểu sinh sống ở cái vùng san hô ấy, xong rồi nó hay bơi bơi ở trong mấy cái san hô. Gai. Trong phim. Nemo về có đôi. Con này nó gì nhỉ? Ui cái này thì kiểu như là trẻ con ấy, trẻ con rất là thích vào đây luôn. Ở đây là những cái mẫu sinh vật thôi, đây là chết rồi, xong rồi người ta bỏ vào người ta đựng ở trong. Và những con này. Ngày thu là năm 1986 cơ ạ. Ui, từ biển Trường Sa kìa, có biển đây, người ta ghi ở đây này. Hầu như là những cái sinh vật này được, là thật sự bắt ở đảo Trường Sa. Ui, về con gì gai gai đấy. À đây là cái. Cái gì? Cầu gai đấy, đẹp nhỉ. Ồ. Chợ em lúc đầu em tưởng là cái kiểu như một cái hệ thống ấy. Anh cứ tưởng là cái đứng rẻ nhưng mà em nhìn được cái những cái lúc đầu tôi tưởng là kiểu như là nó là cái kiểu dạng như là cái hệ thống phun nước ấy. Tôi nghĩ là cái chỗ đây này. Đây là cái mắt của cái con này mà tôi cứ tưởng là kiểu như là cái phun nước ra ấy. Địt mà. Cái gai của nó ở bên trong ấy, gai nhỏ ấy. Nó đông đậy, đúng là một con. Con hô này. Chắc là về con. San hô này. Đây là san hô. San hô này rất đẹp. Ui, cái san hô này trông như kiểu cây. Trưng bày trong phòng khách thì cây ở sa mạc. Chơi bây giờ. Bây giờ chơi cây cảnh với lại chơi bonsai cái wow. Là quê rồi, bây giờ phải chơi san hô. Mấy con kia con gì ở trong video cá đẹp không? Đẹp không? Wow. Cá đẹp vãi đái. Ê, con cá bé tí kìa. Nhưng mà nó kiểu, ơ cái con mà nhiều cái dài dài em thấy không? Vâng. Đẹp phết nhờ. Đây mình sang bên này mình nhìn được mà, đây này, sang bên này này. Đây này, đây, con bé tí này mà có cái đuôi dài dài này. Con này là cá đéo gì ta? Con này đẹp thế. Tôi đéo biết con cá này là cá gì nữa, nhưng mà nó đẹp. Phải công nhận là nó đẹp. Đây này. Ba con này về bể mình chơi thì cũng bé thế. Ui kiểu nhiều con lạ vãi trưởng ấy. Bé tí luôn. Con này đẹp thật. Cá năm ngón thì bạn lời lên. Cá năm ngón là cá đéo. Bể này to thật sự ấy. Vâng. Con cá giống một con hô. Đấy. Ờ. Đẹp con nó sống đẹp. Ở trong đấy chứ. Vâng. Nhưng mà nó giống không anh? 200k một con. Màu kiểu cá ngụy trang à. Này làm quả bể này cũng tốn tiền ra phết đấy chứ.
không đùa. Có bể này hơi bị đắt tiền rồi đấy. Bể to vãi luôn đấy. Phải mấy trăm triệu cái bể này chứ nhỉ? Bể to đéo chịu được. Nhưng mà nó phải có cái quả san hô, cầu gai, cầu gai. Ui, màu trắng. Giống con đéo gì nhỉ? Con gì nhỉ? Con nhum á, con nhum. Ừ. Hôm trước lần đầu tiên tôi ăn con nhum. Nó gọi là con nhum mà cái con mà kiểu người nó gai gai ấy, xong rồi ở bên trong nó có nó ở bên, mình sẽ cạo cạo những cái bên cạnh của nó ra để ăn ấy, mà ăn nó mềm mềm nhũn nhũn ấy, kinh vãi luôn, đéo ăn được. Tôi ăn đéo hợp khẩu vị ấy, nó cứ bị nhũn nhũn ấy. Nhum xong rồi kiểu người ta làm kiểu nướng mỡ hành, xong rồi làm kiểu như là nhum nướng trứng ấy, nhưng mà tôi đéo ăn được. Cho mình ăn đấy. Nhưng mà mấy con gai gai này làm sao bắt được nó nhở, làm sao mà thò tay mà bắt được, giống con nhum ấy. Cá ngừ vây cực, vây ngực dài. Cá ngừ con này ăn sashimi thôi. Này cái cây này trông đẹp vãi đái này. Cây này à, cây này là cây giả rồi, nhớ phải cây thật. Cái này là cây giả rồi. Ui, đây là có quả này trà bá lửa chưa? Quả bể hình tròn này thế giới vãi luôn. Chật, bể này thế giới vãi luôn thề. Bây giờ nhà to làm quả bể này giữa nhà anh ạ. Bể này to thật sự luôn ấy. Nhưng mà tôi ăn nó không quen, ăn con nhum thì nó không quen thế mà được. Trong mặt trong này vẫn còn ạ. Bể này cũng dài này. Thế con này nhiều màu quá. Nhiều quá, nhiều loài quá, không biết loài nào với loài nào. Đấy, cái con cá quỷ ở kia trong góc kia anh em. Thấy. Bác cả biển cả về nhà. Nhìn đây là hết rồi. Ui, rùa này. Rùa này chắc là rùa giả hay là rùa thật ta? Con này con này to thế. Hết rồi. Ở đây là có, ở trong này là cái, ở trong này người ta có một cái trong, có một cái nhà người ta chứa tất cả những cái kiểu như là những cái mẫu ấy. Đây này, những cái mẫu này là... nhiều vãi luôn. Đi xem đống hết đống này chắc chết mẹ quá người. Quá nhiều thứ luôn. Mô hình khai thác yến xào này. Đây mô hình khai thác yến xào trong Nha Trang, Khánh Hòa. Trong Khánh Hòa nó cũng có một cái kiểu đặc sản nữa là yến, nước yến cũng hoặc là yến xào ấy, xong rồi là tổ yến các thứ ấy. Ui, nếu như mà người ta khai thác mà kiểu như này, đây là ngày xưa thôi, còn bây giờ tôi không biết như nào, nhưng mà đây là kiểu ngày xưa người ta khai thác như này ấy, thì trông kiểu nguy hiểm vãi lồn nhở. Kiểu này nó mà sập một cái chắc là đi cả cụ mẹ này luôn. Chỗ này là ngâm rượu hết rồi. Tức là lấy yến xào là phải trèo lên trên này. Chỗ này là ngâm trèo rượu lên núi các thứ mới lấy được, trông nguy hiểm thế nhở? Cá ngựa thì ngon thế. Trong này nhiều lắm, nhiều thứ lắm, nên là không thể quay hết được. Rộng vãi đái luôn ấy, mà ngồi xem đúng hết đống này chắc chết mẹ người. Ui, thu cái này là ngày thu từ năm 1932. 1932 là cách đây khoảng đâu đấy trăm năm à, gần 100 năm công ạ. Vãi chưa? Vãi đái. Thì cách đây phải bao nhiêu lâu rồi? Đâu nhỉ? Đây, đi bắt đầu vào đây thế giới đi. Đây là thế giới các ông hiểu không? Vào đây bắt đầu là thế giới này. Vào đây là thế giới này. Vào đây là thế giới này, thế giới vãi lộn này. Đợi tí đã. Đây nàng tiên cá 4 phút 35 giây này, đợi tí, sắp tới rồi. Hát nước ấy nhở, hôm nay nói nhiều quá, lâu không được nói, hôm nay nói nhiều quá. Clip tôi ngồi á, đợi tí. Xem hết thì đã, sắp hết rồi, lần lượt. Xem phải xem lần lượt chứ. Này, mấy con này ấy, nằm luôn ở trong cái lu này ấy, mang về quê mình là làm thành cá kho đại hoàng ấy. Ở quê tôi đặc sản là cá kho ấy. Hay kho cá bằng mấy cái chun với mấy cái đồ đất ấy. Lối chính các bạn, cái lối này ạ. Hướng dẫn viên. Kim cương đỏ sợ chứ. Nàng tiên cá trông mặt trắng rồi. Đấy, ba nàng tiên cá này, đấy, các bạn thấy không? Ba nàng tiên cá ngồi đấy, của nàng tiên cá này trông mặt kiểu bịt mẹ cái mặt buồn vãi lồn. Nàng tiên cá vừa hút cần xong hay sao ấy, trông buồn vãi cả lồn ra. Nàng tiên cá trông mặt trắng rồi. Nhìn như kiểu không tin luôn.
Wow, wow. Đấy, 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 đấy. Ui, sao đông thế? Bể thế giới vãi luôn. À, biểu diễn em ơi, biểu diễn, biểu diễn, biểu diễn. Xuống nhanh, xuống nhanh, xuống nhanh, sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi. Biểu diễn, sao đông người đây nhở? Đấy, tí nữa người ta biểu diễn là thịt đá đây này. Nhưng mà bây giờ chưa biểu diễn. Tí nữa. Bây giờ có. Bơi nó mát thôi anh ạ. Không có biểu diễn nữa, người ta bơi ở dưới đấy. Kia to quá. Đấy. Vòng ra đây. Thôi tí nữa biểu diễn xong, bây giờ đi vào đây đã. Ôi cảm ơn Giang nha, cảm ơn em. Trời ơi, sao bảo đi rồi. Chấm châu luôn mà. Đấy mày nó đi thật kìa. Ngoài đẹp phải lồn tề. Nước nó ở trên đầu mình ấy. Đi cố ra đây. Ôi cái gì thật? Vâng, nó bơi rồi à? To vãi rồi. Con này bị ngáo này. Ôi con này bơi kiểu lột vòng ấy. Wow, to quá cậu ơi. Tiếp cá đợi tí, tí nữa. Cái không gian như này này. Con kia là giúp đít à? Anh em yên tâm. Bể to lắm ý. Ồ, trong này mát vãi luôn. Trong mặt ấy, anh ơi, em thích con cá này. Ôi, một đàn luôn này, một đàn. Con cá trắng vãi. Ơ, một đàn cá thật rồi á. Thích nhở? Thích quá là to, trà bán lửa, bãi đái thật. Ui to, bãi lồn thề đi, mà mày chắc phải một tạ. Ê, đi con mẹ, lồn to thế. Này con này mình để ôn vào cái nhở anh nhở? Ui, này, bác con này về kho cả làng ăn. Thật, con này mẹ mấy chục cân anh ạ. Chỉ ăn thôi, thế cái đội này đi chỉ có ăn với uống thôi ạ. Được đấy, trong này vừa mát mà lại khá là kỳ thú. Thế là bọn mình bây giờ không còn tuổi mà đi tham gia mấy cái trò chơi kiểu nắng kéo chơi được. Xuống đây là hợp lý nhất này. Thế, 100 cân anh ạ. Con này mắt nó đục ấy. Làm gì đi Huyền? Nó ở dưới biển sâu, mắt nó đục. Vì nó không nhìn thấy ánh sáng. Nhiều cái loài cá này thế nhở? Khác cá kia đây anh ạ. Nên là bọn tôi đi ấy, bốn người bọn tôi đi ấy là vừa xuống sân bay cái là bọn tôi phải lên search ngay là đi ăn ở đâu ngon, ăn cái gì ngon, ăn những cái gì đặc sản trong này, những cái gì ạ. Cái này ăn thì ra là chẳng khác mẹ thì kiểu dưới đáy biển luôn ấy. Một ngày tôi ỉa phải đâu đấy khoảng 3 lần các bạn ạ. Buổi sáng này, xong rồi buổi trưa ăn xong rồi ỉa này, ăn xong rồi đến tối ăn xong lại ỉa lần nữa. Ăn nhiều như thật luôn ấy. Quang ơi, phụ mày. Đi xuống này. Mày nhìn tao á? Mày lườm tao á? Tin tao phải không anh? Tin tát cho cái không? Đấy, nói cái nó sợ ngay. Ui, nhạc nghe kiểu âm u đấy nhở? À, mày lườm tao á? Mày trợn mắt lên á? Con này trợn mắt lên, con này vào tát cho cá. Cá trông mặt phê vãi luôn. Muốn chết không? Ui. Ô nào. Kia to nhỉ. Ui. Ui vãi, con này to con kia anh ạ. To vãi luôn. Thực ra là nhìn qua điện thoại thì thấy bình thường thôi, nhưng mà nhìn bằng mắt thường cơ mới thấy nó to kinh khủng khiếp luôn ấy. Mày biết bố mày là ai không? Con trăm cân. Ờ con này to này. To này. Này, đứng cho mày gỡ lá hết. Dành con. Bọn tôi kiểu chơi thân với nhau đến mức kiểu nói chuyện với nhau rất là thoải mái rồi. Cho nên là các bạn đừng nghĩ là tại sao bạn nữ lại nói chuyện với tôi như thế. Không, bọn tôi nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Nó không bao giờ có kiểu như là để ý gì đâu. Ui, đủ má mày. Vãi. Con này là kiểu như cá mập đúng không? Ờ, cá mập, cá mập, cá mập, cá mập, mập gì ra. Bỏ thế.
anh gặp bụng mồm nó luôn. Thực ra là hình như là sẽ có biểu diễn kiểu như là người ta sẽ nhảy xuống dưới bể này, người ta nhảy múa cùng với cá hay sao ấy. Kiểu như nạp lên cá. Đúng rồi, nạp lên cá. Đây, cá mập này. Ui, cá mập nằm dưới kia dài không? Ừ ha, mình cũng không để ý là ở dưới đáy vẫn còn. Ngày xưa nhớ xem cái phim béo thì cá mập bảo chú ấy, phim béo thì có to ăn thịt người ấy. Ta sợ vãi lồn ra, nó cắn đứt đôi người các thứ ấy. Đây có con cá mập nằm kìa. Con này chết rồi. Không. Chết rồi. Chết rồi. Hả? Đây, hết rồi. Đây, nàng tiêm cá đây. Nàng tiêm cá đây. Đi. À, cái lồn gì đây? Chuẩn bị xem biểu diễn nàng tiêm cá nhá. Đây này. Nàng tiêm cá sẽ đứng ở đây này. Xem biểu diễn nàng tiên cá. Sinh nhật bô nên mệt đó. Uầy, nàng tiên cá phải đeo ống thở. Không, đây là hoàng tử. Đây là chàng tiên cá nhá. Đây là hoàng tử. Đây, nàng tiên cá đây. Địt mẹ 4 phút cuộc đời ạ. Địt mẹ thề 4 phút cuộc đời, nàng tiên cá. Nhưng mà nàng tiên cá bị một cái là kiểu tay to vậy luôn. Thề. Không phải lừa. Nàng tiên cá bị tay to vãi lồn ấy, kiểu bơi nhiều ấy, tay của nàng tiên cá kiểu cảm giác như là tay Funky Em ấy, đấm chết con mẹ người luôn. Không, đây tiên cá thật, thật sự luôn. Đây, tiên cá thật luôn. Đi. Tiên cá có cu. Không, đây tiên cá này anh. Tiên cá này hình như là ở Caribe hay sao ấy. Đấy. Thấy chưa? Thấy tiêm cá chưa? Tiêm cá thật không? Hay tiêm cá to vậy luôn kìa. Toàn trẻ con thôi. Họ có chứng minh một cái đẹp thế nào của biển khơi cùng với một sự tận tâm cả. Các điều gì một màu xanh của biển và bảo vệ cuộc sống trong cái lối thở. Ôi, vẽ trái tim luôn nhá. Được, quay lại không? Vẽ trái tim luôn nhá. Nhưng mà phải lên thở tiếp. Đéo hiểu xong. Đéo sao tiên cá mà lại phải ngóp lên thở. Bắn trái tim luôn nhá. Đấy. Lại phải lên thở. Từ, cho lên thở cái đã. Một người vãi lồn. Lên thở. Tôi đã có một hành trình trải dài của các đại sứ trên khắp Nam Châu và hôm nay dừng chân tại thăm nơi đây. Thật là một vùng biển xinh đẹp và yên bình. Đại bố lên thở cái đã, bố quay lại ngay giờ đây. Biển không chỉ là cuộc sống mà còn là kho báu quý giá của tất cả chúng ta. Tôi rất yêu biển, đặc biệt là những dòng sông. Bây giờ tiên cá nhặt rác hiểu không? Tiên cá nhặt rác. Tôi thể hiện tình yêu đấy, tất cả với tay chào các bé. Nhưng mà tất cả tay to thế. Bơi lúc bơi một lúc phải. Các bạn sao? Bạn cũng yêu biển và những dòng sông hồ chạy dài giống tôi chứ? Lên tảo và lâu hơn cả biểu diễn. Đúng. Tiên cá hôn gió. Một ngôi nhà lớn thiên nhiên huyền ảo, cái nhìn bước đi để đẹp bởi thác thải. Một đại dương đang bơi nhà người phải dẻo lắm ấy chứ không? Và chúng ta hãy cùng chung tay bảo
Cá nhạc toàn thì